Cổ nhân dạy, ở đời nếu quản được cái miệng thì lo gì không có hậu phúc. Quý vị thân mến, người xưa sử dụng câu nói, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm, là để chúng ta hiểu ra rằng, một kẻ được xem là khôn ngoan cũng hóa dại khờ, nếu họ ăn nói không có chừng mực. Cổ nhân có câu, rượu nhạt uống mãi cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm. Ý nói cái gì cũng chỉ nên vừa đủ, vì ngay cả rượu nhạt bị cho là không ngon, nhưng cứ thế uống từng chút một, thì lúc sau cũng đã say mềm. Còn người khôn thì nói quá nhiều, nên lời nói mất đi trọng lượng. Nói năng tưởng là chuyện dễ nhất, nhưng cuối cùng lại là chuyện khó nhất. Mở miệng ra là có thể nói chuyện, thế nhưng không phải lời nào nói ra cũng là lời khôn ngoan. Nhiều người hiểu biết sâu rộng, đọc nhiều sách nên muốn tỏ ra rằng mình giỏi, nên đi đâu cũng nói, cũng khuyên nhủ, cũng chia sẻ, góp ý. Họ cứ ngỡ rằng mình khôn nhưng hóa ra là dại. Ví dụ như một người nào đó được xem là chuyên gia trong một lĩnh vực, dường như phát ngôn nào của họ cũng có vẻ có lý. Thế nhưng khi họ nói quá nhiều, các thông tin bắt đầu có tính mâu thuẫn, đối chọi nhau. Người nghe từ tin tưởng dần dần lại cảm thấy hoài nghi, uy tín của họ cũng vì thế mà giảm dần. Chuyện kể lại rằng, có lần Mark Twain tham dự buổi gây quỹ ở nhà thờ. Nghe những gì linh mục chia sẻ, ban đầu anh cảm thấy ông nói rất hay và sẵn sàng quyên góp tất cả số tiền mình có. 10 phút sau, vị mục sư vẫn chưa nói xong. Mark Twain bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Ông nghĩ rằng chỉ nên quyên góp một khoản tiền nhỏ. Sau 10 phút nữa, mục sư vẫn chưa nói xong. Anh mất hết kiên nhẫn, không muốn quyên góp nữa. Người xưa đã nói, họa từ miệng mà ra, vì mọi thông tin đưa ra chỉ có tính tương đối, trong khi những gì mình nói chỉ là góc nhìn một chiều. Nói nhiều, nói sai lại dễ thành nói dại, vô tình rước họa vào thân mà không hay biết. Chuyện kể lại rằng, cậu học trò tên Tử Cầm có lần hỏi Mặc Tử, nhiều lời và ít lời, cái nào mới là tốt hơn? Mặc Tử ôn tồn đáp, con ếch và con sủi, con thì ộp ộp, con thì vo ve không ngừng suốt đêm. Chúng kêu đến khô cả họng, nhưng chẳng có ai muốn nghe. Con gà trống, chỉ khi bình minh mới cất lên tiếng gáy của mình. Người trong thiên hạ lại nghe tiếng gáy đó mà thức dậy. Vậy nên, những lời nói, tuy ít nhưng đúng thời điểm, chừng mực luôn có trọng lượng hơn là nói nhiều. Không nên nói năng tùy tiện. Có câu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tạm dịch là một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Nghĩa là một lời nói ra rồi thì không thể nào rút lại được. Thậm chí, nó còn có sức ảnh hưởng rất lớn và rất khó lường. Vậy nên đừng thích nói nhiều mà phải lưu ý nói ít, đủ ý, không nói năng tùy tiện. Điều quan trọng ở đây đó là nói chuyện phải biết lựa chọn thời điểm mà nói. Khi nào lắng nghe, khi nào bắt đầu nói. Tu dưỡng bản thân chính là cách tạo ra khí chất cho riêng mình. Đó mới là người khôn ngoan. Từ đó sẽ hành sự cẩn trọng, không nói năng tùy tiện, thiếu suy nghĩ. Trong khi đó, người lắm lời thường là những người nóng nảy, hấp tấp, bộp chộp, rất dễ gây thù chuốc oán. Kể cả một lời khen cũng phải thực tế. Có gì nói nấy, không nịnh hót. Lời hay ý đẹp là khi nói đúng lúc, đúng chỗ mới có thể phát huy được sức hấp dẫn của riêng nó. Có người so sánh ví von, lời nói của bạn nên giống những ngôi sao trên bầu trời đêm, chứ không phải như tiếng pháo đêm sao thừa. Chẳng ai thích tiếng động ồn ào suốt đêm. Việc quản cho tốt cái miệng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Lời nói không quý ở nhiều, mà quý ở sự tinh tế. Thế nên, quan trọng nhất đó là biết rằng
điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Đang bực mình, tâm trạng không vui thì nhất định không nên nói. Những lời nói ra lúc nóng nảy thường là những lời khó nghe, có tính sát thương cao, đến khi bình tâm lại sẽ thường cảm thấy hối hận. Lúc chưa rõ đầu đuôi xuôi ngược thì tốt nhất không đưa ra bình luận, kẻo bị người khác cho là hời hợt, nông nổi. Thế nên hãy biết đợi rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Thành thật là điều tốt, nhưng thẳng thắn bất chấp hậu quả là điều không nên. Việc này có thể hại người, thế nên cần có sự khéo léo nhất định. Không nên nói lời lạnh lùng, không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Tốt hơn hết đừng vội hứa hẹn khi chưa thực hiện được, vì nếu không sẽ mất uy tín. Đôi khi lời hứa nói ra trong lúc đang vui, nhưng đến khi không có cơ hội thực hiện sẽ khiến người ta thất vọng. Chuyện xưa kể lại rằng có hai người bạn cùng đi học ở một trường. Sau khi học xong thành tài, cả hai đều về quê để xây dựng sự nghiệp riêng. Một người nói với người kia, 2 năm sau tôi nhất định sẽ đến nhà chào hỏi cha mẹ cậu. Vậy là hai người cùng ấn định một ngày cụ thể. Khi đến ngày hẹn, anh này nói mẹ mình hãy chuẩn bị mâm cơm để đón tiếp bạn đến chơi nhà. Người mẹ tỏ ra ngờ vực, lời hứa của 2 năm trước liệu người ta còn nhớ không? Thế nhưng một lúc sau, người bạn kia quả nhiên tới như lời hẹn. Vậy mới thấy người xưa giữ chữ tín trong lời hẹn của mình tới mức nào. Làm gì cũng cần có chừng mực. Không chỉ trong lời nói mà trong bất cứ việc gì thì quan trọng nhất đó là sự chừng mực vừa đủ. Giống như chúng ta hay nói, cái gì quá cũng không tốt. Thế nên có thể xem chừng mực là thước đo cho chính mình và cả những người xung quanh. Chừng mực trong ăn uống thì khỏe mạnh, chừng mực trong làm ăn thì tránh tổn thất do lòng tham gây ra, chừng mực trong giao tiếp thì có được hòa khí. Giữa người với người cần có chừng mực. Mối quan hệ giữa người với người rất phức tạp. Không phải cứ đối tốt với ai thì họ sẽ đối lại tốt với ta. Nếu có tình cảm với ai đó quá nhiều, cho dù là bạn bè, người thân, vợ, chồng, sẽ nảy sinh mong muốn người kia phải đáp lại điều tương tự. Đến khi không được, lại sinh ra oán giận, hận thù. Thế nên dù là vợ chồng thì cũng phải tương kính như tân. Dù sống chung một nhà nhưng cũng cần giữ ý tứ, chừng mực, trật tự trên dưới trong gia đình. Không cần phải khi nào cũng có nhau, chỉ cần chừng mực và vừa phải, kẻo làm nhau ngột ngạt, khó chịu. Đôi khi quan tâm thái quá lại có cảm giác bị quản thúc. Sự hòa hợp giữa vợ chồng là ở cách duy trì mối quan hệ âm thầm, lặng lẽ như kiến tha lâu cũng đầy tổ, chứ không phải nóng bỏng, cuồng nhiệt. Cả hai tôn trọng cuộc sống của nhau, để vừa có nhau lại vừa có không gian riêng thì ngôi nhà mới trở thành bến đỗ bình yên cho hai người. Tương tự như vậy, anh em trong gia đình nếu đòi hỏi nhau phải quan tâm, phải có trách nhiệm thì chẳng khác nào sợi dây siết chặt người khác, khiến họ cảm thấy bức bối, khó chịu. Thế mới có câu xa thương gần thường hay xa thơm gần thối. Nếu gần nhau quá, tưởng là thân thiết nhưng lúc đó chỉ tập trung vào những khác biệt, khuyết điểm của nhau mà quên mất những ưu điểm trước đó của họ. Cuối cùng lại có cảm giác xem thường, mà nếu chỉ xem thường nhau thì rất khó có thể duy trì một mối quan hệ lâu bền. Cổ nhân có câu, càng nồng thì lại càng phai, thoang thoảng hoa nhài mới xài được lâu. Vậy nên tình cảm chỉ cần thoang thoảng thì mới bền lâu. Chớ ép người ta tới đường cùng. Hầu hết chúng ta hay phán xét người khác, nên bảo dừng ngay việc phán xét và chỉ trích này quả là khó khăn. Thế nhưng hãy học cách để chừng mực hơn trong việc bình luận về một người khác. Nhất là trên mạng xã hội, chúng ta thấy vô số những kẻ giấu mặt, nhận xét ác ý khi thấy người nào đó sai. Họ thường xông vào sâu xé
khiến đối phương không thể nào ngóc đầu lên nổi. Họ hả hê, tự cho rằng mình đang đứng lên để bảo vệ chính nghĩa, nhưng thực ra là tiếp tay cho điều ác. Thế nên người xưa mới khuyên chúng ta cần cả chừng mực trong việc này. Trước sự cố của một người, hành sự cũng phải đúng mực. Chừa cho người khác một đường lui cũng là chừa cho bản thân đường lui sau này. Vì ai có thể đảm bảo sau này ta có mắc phải sự cố tương tự hay không? Nhìn chung, cái vừa đủ này chính là thứ mà ai trong chúng ta cũng nên theo đuổi, dù là trong vấn đề tình cảm, tiền bạc hay sự nghiệp. Giữ mọi thứ ở mức vừa đủ sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, trầm ổn, thản nhiên vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Ở đời, đừng nghĩ rằng vàng bạc châu báu là phước báu. Phước hạnh thực sự chính là cuộc sống vui vẻ và một tâm thái tốt. Ngay cả những người nghèo, chỉ cần họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân, xử thế, có thể giàu sang phú quý. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một gã nhà giàu yêu cầu tên đầy tớ mua cho hắn thứ tốt nhất trên đời và thứ xấu nhất trên đời. Cả hai lần, anh ta đều mua về một cái lưỡi. Tên người giàu rất tức giận vì nghĩ rằng mình bị trêu chọc, liền hỏi tội anh đầy tớ. Cậu ta liền giải thích, thứ tốt nhất hay xấu nhất trên đời đều từ miệng mà ra. Nếu nói tốt thì là tốt, nếu nói không tốt là không tốt. Hóa ra, muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần họ mở lời là biết được. Há miệng là phúc, ngậm miệng là phúc, miệng tốt bao nhiêu, mệnh tốt bấy nhiêu. Người biết nói chuyện, EQ cao. Một lần, khi nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lý Vũ Xuân tham gia một chương trình biểu diễn, có một fan hâm mộ đã chạy tới và tặng cô một bó hoa. Thông thường sau khi nhận được hoa, nhiều người nổi tiếng sẽ nhờ trợ lý cầm hộ để có thể nhận thêm hoa từ những khán giả khác. Thế nhưng Lý Vũ Xuân vẫn ôm chặt bó hoa trong tay. Khi được hỏi tại sao không giao cho trợ lý, phải chăng làm thế để lấy lòng người hâm mộ? Nữ ca sĩ cho biết cô không nhờ người khác cầm hộ vì cô có thể giữ bó hoa nên không cần phải gây rắc rối cho người khác. Quả thực, tại sao phải làm phiền người khác vì những thứ bạn có thể làm? Câu trả lời chân thật của nữ ca sĩ đã làm tan biến mọi sự bối rối. Đặc biệt, khi một fan hâm mộ nhìn thấy bó hoa của mình được thần tượng trân trọng, trong lòng hẳn là rất cảm động. Đây cũng là cách truyền thông hiệu quả mà tiết kiệm nhất cho một người nổi tiếng. Nếu một ngôi sao muốn duy trì sự nổi tiếng, họ cần biết nên nói gì và không nên nói gì. Một người nếu muốn có được tình cảm của người khác thì phải ăn nói khéo léo và đừng dùng lời nói để tổn thương bất cứ ai. Điều này thể hiện trí tuệ cảm xúc của họ rất cao và dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Người không cằn nhằn, khí chất cao quý. Những người thích buôn chuyện đều có một điểm chung là bất cứ chuyện trên trời dưới đất cũng có thể trở thành chủ đề để nói. Ở nhà thì họ nói chuyện và phàn nàn về cuộc sống. Dù là nói những điều hay, điều tốt cũng sẽ khiến mọi người nhàm chán vì nghe quá nhiều. Trên mạng xã hội, nếu thường xuyên đăng status hay ảnh sẽ gây phiền cho người khác. Khi một người ngừng cằn nhằn, họ sẽ sống một cuộc đời yên bình hơn, thoải mái hơn. Người an tĩnh sẽ nhẹ nhàng quan sát người khác, nghiền ngẫm một cuốn sách và suy nghĩ về cuộc sống bằng trái tim mình. Càng an tĩnh thì càng cao quý. Người ăn uống tiết chế, có sức khỏe. Có một cô gái nọ từng là hoa khôi đại học. Sau này, vì được bạn trai chiều chuộng, phục vụ đồ ăn thức uống ngon mỗi ngày, dần dần cân nặng vượt quá 100kg. Cuối cùng ngoại hình đánh bại hạnh phúc, cô phải điên cuồng tìm cách giảm cân. Ai cũng thích ăn ngon nhưng lại không biết cách tiết chế bản thân, kết quả là tự làm khổ chính mình. Thói quen ăn uống không đúng có thể khiến cho con người đi nhanh chóng. Ăn uống không hợp lý còn khiến cơ thể mắc bệnh.
Sức khỏe là món quà xa xỉ của cuộc sống. Khỏe mạnh là điều may mắn. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Người biết giữ miệng, sống an nhiên. Con người ai ai cũng có những bí mật của riêng mình. Họ không muốn chia sẻ với người khác vì đó là quyền riêng tư của họ. Tuy nhiên, nhiều người lại thích đem quyền riêng tư của người khác ra để làm đề tài nói chuyện. Chỉ một câu nói, tôi chỉ nói với cậu thôi, đừng nói với người khác đấy, khiến chuyện bí mật không còn là bí mật nữa. Thậm chí còn được lan truyền nhanh chóng và trở thành nhiều dị bản. Có câu, bệnh từ miệng mà ra, họa cũng từ miệng mà vào, quả chẳng sai. Người không quản được miệng thì khó an phận thủ thường, dễ rước họa vào thân. Cần phải ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình. Ngay cả với những người thân thiết nhất cũng không nên tiết lộ vết sẹo của người khác. Nếu không, sẽ có ngày bạn cũng bị đối xử giống như vậy. Người biết giữ miệng lưỡi là người đáng để người khác tin tưởng, tránh được thị phi, rắc rối. Người luôn miệng cười là người xinh đẹp. Cuộc đời không nợ bất kỳ ai, vậy nên chúng ta cũng chẳng cần nhiều lời kể khổ. Bất kể bạn gặp phải chuyện gì, hãy cứ mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong công việc, người hay cười sẽ tạo thiện cảm cho khách hàng, được khách hàng yêu mến. Vì vậy mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Khi gặp khó khăn cũng đừng đánh mất nụ cười, sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ bạn. Trong gia đình, những người thích cười sẽ mang đến niềm vui cho những người xung quanh, khiến mọi khó chịu, phiền não đều tan biến. Vì thế mà gia đình êm ấm, hạnh phúc. Khi gặp nghịch cảnh, hãy mỉm cười và động viên chính mình. Cuộc sống sẽ nhanh chóng mở ra một cánh cửa mới. Cuộc sống giống như một tấm gương. Bạn cười thì nó cười. Khi bạn khóc thì nó cũng khóc. Vì vậy, đừng buồn bã, cũng đừng than khóc. Cuộc sống nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng không vì vậy mà luôn phải cau mày. Khi đã quen với việc nở nụ cười, mọi cay đắng rồi cũng sẽ trở nên ngọt ngào mà thôi.